Victus 16, chủng mới của laptop gaming tầm trung. Ngoại hình sang trọng lịch lãm nhưng cũng đậm chất gaming. Vỏ ngoài của máy được làm bằng nhựa, được phủ một lớp kim loại bên trong nên rất chắc chắn và bền bỉ. Kích thước độc lạ 16:1 inch Full HD với tấm nền IPS. Tần số quét là 144Hz, độ phủ màu là 100% sRGB, 300 nit, mang lại một màu sắc chuẩn mực và sắc nét, phù hợp để làm những công việc liên quan đến thiết kế và in ấn. Victus 16 mang một con chip AMD Ryzen 5 5600H, 6 x 12 luồng và xung nhiệt tối đa lên tới 4.2GHz, được trang bị 8GB RAM và các đồ họa rời là GeForce 3050 Ti rất mạnh, giúp các bạn làm tốt những tác vụ nặng và chiến mọi tựa game ở thời điểm hiện tại. Chiếc máy được trang bị viên pin 70Wh cho thời gian sử dụng lên đến 5 tiếng với nhiều tác vụ khác nhau. Với mức giá trên 20 triệu thì Victus 16 là một trong những chiếc máy gaming tốt nhất trên thị trường. Để lại một like và comment, chúng mình sẽ liên hệ để tư vấn ngay cho các bạn. Chúc các bạn lựa chọn được một chiếc máy phù hợp với công việc của mình.